Xin chào các bạn. Thưa các bạn, bên cạnh tôi đây là một cái đôi loa hai đường tiếng, đôi loa RFT được Khang Audio sưu tầm và mua từ Đức về. Sau đó rồi lên thùng cho nó theo cái mẫu thùng của hãng Tannoy. Chúng tôi mong muốn hướng tới những cái giá trị mà các bạn sẽ đạt được. Thứ nhất là cái chi phí đầu tư cho đôi loa này là hợp lý, chỉ có 30 triệu thôi. Cái thứ hai nữa là có một cái mẫu loa rất là sang quý do kiểu dáng chúng tôi đã tiếp thu các cái mẫu, các cái chi tiết của các cái dòng loa Tainoi của Anh để làm lên cái đôi thùng loa này. Thứ ba nữa là cái âm thanh của nó thì rất là tốt, nó đều các cái dải tần số từ tần số trầm đến tần số cao, và nó là một trong những cái đôi loa monitor của Đức, đôi loa kiểm âm, cho nên là cho cái âm thanh rất là trung thực. Cái thứ tư nữa là nó vô cùng là phối ghép dễ với các cái thiết bị âm ly ở sẵn có trong gia đình nhà các bạn, từ những cái âm ly bán dẫn của Nhật, của Mỹ, của Đức, của châu Âu, hoặc là những cái âm ly đèn đều có thể phối ghép với đôi loa này. Đôi loa này đã có độ nhạy là khá là lớn, nó là 95 decibel, cho nên là chơi được cả với âm ly bán dẫn, chơi được cả với âm ly đèn. Đặc biệt là nó khả năng trình diễn được với những các cái dòng nhạc như là dòng nhạc trữ tình, nhạc vàng, thậm chí cả những cái dòng nhạc disco mạnh mẽ mà vẫn cho cái âm thanh rất là thuyết phục. Và một cái giá trị cuối cùng mà Khang Audio mong muốn hướng tới cho các bạn khi sở hữu đôi loa với giá 30 triệu này, đó chính là cái chất lượng vỏ loa mà chúng tôi làm đều được làm một cách hết sức là công phu, kỹ lưỡng, tạo ra độ đẹp, độ trau chuốt của sản phẩm, độ bền, độ chắc, bởi các cái yếu tố cấu tạo cho cái vỏ loa này chúng tôi làm là bằng gỗ óc chó tự nhiên kết hợp với những các cái gỗ công nghiệp được lạng, bên bề mặt bên ngoài cũng bằng gỗ óc chó tự nhiên, rồi cấu tạo ở bên trong chúng tôi cũng có cải tiến để cho nó phù hợp với dòng loa monitor hai đường tiếng này. Và thưa các bạn, chúng tôi làm và bán cái sản phẩm này và tư vấn phối ghép với những cái âm ly mà các bạn sẵn có ở trong gia đình, nó rất là chu đáo, và đồng thời chúng tôi bán và giao hàng toàn quốc. Các bạn mua, các bạn sử dụng, chúng tôi có một cái cơ chế bảo hành cho các bạn là 1 năm, và chúng tôi đảm bảo tất cả những gì chúng tôi trình bày ở tại video này nó sẽ đúng với những gì mà các bạn nhận trên thực tế, và hy vọng là các bạn sẽ có một cái đôi loa hay, quý, đẹp và hợp lý về đầu tư để các bạn chơi cho cái hệ thống audio của mình. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.